Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung thì thu giữ thêm súng và lựu đạn liên quan đến vụ tấn khỉ bắn 5 người ở Củ Chi và cướp đi 1 tỷ đồng. Hôm qua thì ngày 26 tháng 2, nguồn tin của báo Tiền Phong đã xác nhận xung quanh vụ tấn khỉ, kẻ đã dùng súng bắn 6 người thương vong xảy ra tại Củ Chi vào ngày 29 và 30 tháng 1 vừa qua đó, thì cơ quan chức năng đã phát hiện thêm súng và lựu đạn trong vụ án này nữa. Theo nguồn tin thì khám xét nhà của bị can C, một trong số 12 bị can đang bị tạm giam trong vụ án này, cơ quan phát hiện dưới hồ nước có nuôi cá sấu của bị can này có nhiều súng và lựu đạn. Về phản ánh của người dân cho biết, trong số các bị can của vụ án, có đối tượng thường đi đâu cũng mang theo hai khẩu súng K-59. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ chi tiết này. Và cũng trong diễn biến liên quan, trong ngày gây án ngày 29 tháng 1, thì con bò của một gia đình cạnh hiện trường cũng đã bị trúng đạn chết và cho là của tấn khỉ bắn. Chủ con bò này cho rằng bò của họ chết là do bị trúng đạn của tấn khỉ, nên có đơn yêu cầu gia đình tấn khỉ phải bồi thường 40 triệu đồng. Như trước đó, vào ngày 29 và 30 tháng 1, trên địa bàn Củ Chi, Lê Quốc Tấn, tức Tấn Khỉ, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, dùng súng bắn chết 5 người và bị thương 1 người. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 12 bị can để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có được và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Riêng Tấn Khỉ đã bị tiêu diệt và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đình nã lệnh đối với là Tuấn Khỉ và hiện vụ án vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Còn riêng cái vụ mà con kêu bồi thường con bò mà 40 triệu đồng thì vấn đề này nó cũng còn đang trong quá trình mà giống như tòa án đang xem xét. Cụ thể đó là gia đình này nó trình bày như thế là đêm xảy ra vụ án con bò của nhà bị trúng đạn chết khi đang ở trong chuồng bò. Họ khẳng định không liên quan gì tới chuyện đánh bạc mà chỉ là nhà ở cạnh bên mà thôi và không hề hay biết chuyện gì. Trong đơn, gia đình còn miêu tả vào thời điểm đó trong chuồng còn có nhiều con bò khác, nhưng may mắn thoát chết. Từ đó, họ chỉ yêu cầu bồi thường một con bò duy nhất và giá yêu cầu bồi thường là 40 triệu đồng. Và cũng như theo ở góc độ pháp lý, thì có luật sư Nguyễn Thành Công, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết, hiện chưa có kết luận chính thức của cơ quan tố tụng thể hiện là con bò bị tấn bắn chết, dù cố ý hay là vô ý. Khi có kết luận điều tra hoặc bản án thì có hiệu lực, thì trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về những người thừa kế tài sản của Tấn Khỉ đó. Và theo điều 615 của Bộ luật dân sự quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để rải có nêu rõ, những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản người chết để lại. Như vậy, để được bồi thường, chủ nhân của con bò bị bắn phải có đơn yêu cầu gửi cơ quan tố tụng và trở thành nguyên đơn dân sự của vụ án này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây, cho chúng ta thấy là càng ngày là sẽ càng tìm ra nhiều manh mối khác nhau. Cụ thể hôm nay sẽ là thêm một hai cây súng K-59 nữa và thêm một con bò để người ta nạn nhân là một con bò để khởi kiện và đòi bồi thường 40 triệu. Và không biết là con bò này là như thế nào, cao to mập béo hay sao mà với giá mà 40 triệu đồng, thì cơ quan chức năng sẽ xác định để điều tra làm rõ cái vụ này để cho người dân có thể là cũng yên tâm, nó có thể không bị oan. Tự nhiên nuôi một con bò cũng khó khăn lắm các bạn à, nuôi từ mà con nghé con bê chút xíu à, rồi phải 9 tháng 10 ngày còn mới đẻ là con bò rồi tới bự lên nữa. Mà nếu mà để mà mắc không như vậy, để xẻ thịt thì cũng đâu có bao nhiêu tiền. Và 40 triệu đồng chắc chắn là con bò này cũng có giá, hoặc là bò rất là to. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Khi có tin nào mới, tôi sẽ up lên ngay, các bạn sẽ là người coi đầu tiên.